Hello, xin chào tất cả các bạn. Để quay trở lại với kênh của mình, cũng rất lâu rồi mình mới trở lại với trò chơi Kerbal Space Program, một trò chơi trên máy tính rất là hay. Về tất cả giao diện của nó đều bằng tiếng Anh như các bạn thấy, do đó là cái độ phức tạp của nó cũng sẽ được nâng lên. Và các bạn đang thấy đó là mình đang cố gắng đưa cái tầng đẩy thứ nhất của tên lửa Falcon 9 quay trở về lại bờ phóng. Và đây chính là quá trình boost back burn, có nghĩa là nó sẽ cho bê động cơ hoạt động. Nhưng mà ở đây mình sẽ cho bê động cơ hoạt động trước và sau đó chỉ giữ lại một động cơ ở trung tâm thôi. Như các bạn thấy, ngọn lửa của nó đang giảm dần, mình đang giảm lực đẩy xuống. Và các bạn có thể thấy cái quả bóng Nepro ở chính giữa màn hình, nó là cái quả bóng dùng để gọi là navigate, nó sẽ định hướng cho cái con tàu của chúng ta đó. Và phía bên tay trái các bạn có thể thấy là một bảng điều khiển của mình, một cái table, và nó có hiển thị các thông số như là delta v. Delta V là cái vận tốc cận cung cấp để cho tên lửa chúng ta đổi chiều hoặc là đạt được cái quỹ đạo mong muốn đấy. Và cái thời gian time to land có nghĩa là 7m10 mấy giây, có nghĩa là 7 phút mấy giây nữa nó sẽ hạ cánh xuống mặt đất. Và các bạn có thể thấy là cái vận tốc touchdown speed là 5m/giây. 5m/giây có nghĩa là cái vận tốc mà mình sẽ hạ cánh xuống mặt đất là ở 5m/giây. Các bạn cũng có thể điều chỉnh nó ở 10m/giây hoặc là nhỏ hơn, 1 hoặc 2m/giây vẫn được, nhưng ở đây mình chọn là 5m/giây. Về phía trên đỉnh chính giữa màn hình có công tơ chỉ số độ cao, chỉ số độ cao và cái mực cá áp suất khí quyển. Các bạn thấy là độ cao của mình đang giảm xuống và nó đang ở độ cao khoảng 70 mấy ngàn mét, khoảng 70 mấy ngàn mét nha. Và trò chơi này được thực hiện trên máy tính nha, không phải trên điện thoại, nó rất là khó. Phía bên tay trái các bạn có thể thấy là các cái thanh nhiên liệu của mình đó. Bây giờ đây là mình đang cho ba cái động cơ hoạt động nhằm mục đích đó là nó sẽ giúp tên lửa chúng ta giảm vận tốc lại khi quay trở về lại bầu khí quyển. Bởi vì nếu như chúng ta bay vận tốc rất nhanh khi rơi vào lại trái đất đấy, nó có thể khả năng gây nổ cái tàu của chúng ta. Các bạn có thể nhìn thấy trên cái quả bóng điều khiển này nó có hiện cái con số vận tốc đấy, mét trên giây. Và các bạn có thể thấy là do tên lửa của chúng ta ở phía dưới nó bị bốc cháy kìa, đó, bốc cháy. Và cái thời gian hạ cánh nó còn khoảng 50 mấy giây. Các bạn có thấy là vận tốc của chúng ta đang giảm xuống rất là nhanh đó. Và cái target difference có nghĩa là cái độ chênh lệch, sai lệch giữa mục tiêu của chúng ta hạ cánh là khoảng 2 đến 3 mét. Cái con số này càng nhỏ thì cái độ chính xác của chúng ta hạ cánh đến cái vị trí càng đúng. Và các bạn thấy là tên lửa của chúng ta đang bốc cháy rất là mạnh, nhiệt độ đang tăng lên kìa. Nếu như chúng ta mà không cho bê động cơ này hoạt động thì chúng ta có thể bị nổ tàu. Mặc dù là tên lửa của chúng ta được thiết kế đặc biệt trong đỡ rơi trở về trái đất, nhưng mà nó vẫn bị nổ nếu như chúng ta không cho động cơ hoạt động. Và nhiên liệu của chúng ta còn rất là nhỏ, mình nghĩ là có thể đủ khả năng để hạ cánh xuống mặt đất đấy. Đó, hiện tại là bè động cơ vẫn đang hoạt động kìa các bạn. Cái target difference nó về khoảng một trăm mấy chục mét rồi. Như vậy là chúng ta càng xe cái vị trí tiếp đất mong muốn. Bây giờ mình chỉ giữ lại một cái động cơ thôi, bởi vì chúng ta không cần đến lực đẩy quá nhiều, do đó là mình đã tắt đi hai cái động cơ rồi và chỉ giữ lại một cái động cơ trung tâm. Nó đang hoạt động rất là tốt, mình nghĩ là lượng nhiên liệu này đủ để cho một động cơ hoạt động đấy. Động cơ của tên lửa Falcon 9 dùng đó là Merlin 1D, sử dụng nhiên liệu là kerosene với lại oxy lỏng, do đó là khi đốt cháy thì nó sẽ tạo ra các mùi than màu đen bám vào tên lửa của chúng ta. Ở ngoài đời thực các bạn thấy là khi tên lửa quay về thì nó bị đen hết phần ở phía dưới đấy, đây là mùi than, mùi cái giống như là nghệ đấy, y chang như vậy. Và chúng ta chuẩn bị hạ cánh rồi. Hiện tại thì độ cao của chúng ta là về khoảng 580 mấy mét. Và động cơ đã được tắt, và sau đó thì một chút nữa nó sẽ mở lên thôi. Các bạn cứ yên tâm, cái touchdown speed là 5m/giây. Và như vậy là cái landing list để hạ cánh, để mở ra, để cho con tàu của chúng ta đứng trên mặt đất. Cái bước này rất là quan trọng, chuẩn bị chúng ta hạ cánh xuống mặt đất rồi. Thấy chưa? Như vậy là cái tầng thứ nhất của chúng ta để tái sử dụng thành công, và nó hạ cánh xuống mặt đất rất là an toàn. Mặc dù là cách xe cái bờ phóng mục đích của chúng ta, nhưng mà không sao, chúng ta có thể tái sử dụng được nó rồi. Đó, rất là đơn giản. Và chúng ta có thể thấy là bốn cái Griffin nằm ở phía trên của Interstate. Đó, bây giờ mình sẽ phóng con tàu này, nhưng mà lần này mình sẽ cố gắng hạ cánh nó ở ngoài phía biển nha. Ở ngoài phía biển. Đây, các bạn có thể thấy là mình zoom gần cho các bạn là bốn cái Griffin này được làm bằng vật liệu là Titan chịu nhiệt cao. Nó có thể thu ra hoặc mở lại và được điều khiển bằng cái hệ thống thủy lực. Và đây chính là cái drone ship, con tàu ở phía biển của chúng ta đây, có logo hình SpaceX, nó nổi trên mặt biển và nó là một con tàu được điều khiển, chứ không có con người ở trên đó đâu. Con người ở trên đó lỡ đâu tên lửa hạ cánh xuống nổ một cái là chết con người luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cho tên lửa này bay lên và sau đó mình sẽ cố gắng hạ cánh cái tầng thứ nhất
xuống cái con tàu Transship ở ngoài biển kia. Và đây là trò chơi Kerbal Space Program. Các bạn có thể tải nó miễn phí trên Google. Các bạn là Google, các bạn gõ Kerbal Space Program thì nó sẽ ra. Tùy theo cái phiên bản, chú ý cái phiên bản nha. Cái trò chơi này nó sẽ có rất là nhiều phiên bản, và các bạn chú ý là tải cái phiên bản phù hợp và cài đặt cái mod cho nó phù hợp luôn. Tại lúc chúng ta vẫn đang bay lên, các bạn thấy là cái trên đỉnh là cái fairing. Hai cái tấm fairing này nó có tác dụng đó là che chắn vệ tinh của chúng ta ở phía bên trong và đảm bảo vệ tinh của chúng ta an toàn trong suốt quá trình tên lửa bay lên. Và khi tên lửa bay ra khỏi bầu khí quyển trái đất, không còn lực của tác dụng của không khí nữa, do đó nó sẽ tách cái fairing này ra. Và giá của cái fairing này ngồi được thật rất là mắc, khoảng mấy triệu đô la cho một miếng đấy. Chúng ta có hai miếng chập lại thì một miếng nó khoảng mấy triệu đô la, cho đó là SpaceX họ sẽ cố gắng tái sử dụng cái hai tấm fairing này. Còn hai cái bốn cái Griffin này nó tạm thời đang đóng lại, bởi vì chúng ta đang trong quá trình bay lên. Một chút khi chúng ta rơi xuống lại thì nó sẽ mở ra thôi. Và tên lửa chúng ta được đẩy bởi chín động cơ Merlin. Chín động cơ Merlin này dùng nhiên liệu là kerosene với lại oxy lỏng. Chúng ta có một quỹ đạo hình parabol kia, có điểm FOF, có nghĩa là FOG là điểm cao nhất trong quỹ đạo đấy. Và con tàu của chúng ta đang nằm ở phía biển kia, cũng khá là xe. Ở đây mình chỉnh cái tốc độ touchdown speed là 5 m/s nha. Mình nói lại là tất cả các giao diện này đều là tiếng Anh, do đó là các bạn biết tiếng Anh thì các bạn sẽ sử dụng được, hoặc là các bạn dùng dịch. Chúng ta có thể dịch bất cứ lúc nào mà chúng ta muốn. Còn phía bên tay trái, góc trái màn hình các bạn, đó là cái vẽ bóng điều khiển đấy, vẽ bóng định vị đấy. Và như vậy mình đã tắt tàu thứ nhất đây rồi. Về đây động cơ Merlin Vacuum. Chúng ta đừng quan tâm đến tàu thứ hai, bây giờ mình sẽ quan tâm đến tàu thứ nhất. Mình sẽ mở bốn cái Griffin này ra. Đó, thấy chưa? Được làm bằng vật liệu Titan. Và mình sẽ kích vào cái thuyền này và chúng ta sẽ chọn nó làm mục tiêu. Bây giờ chúng ta chỉ có còn nhiệm vụ đó là đưa cái tàu này hạ cánh xuống cái con tàu kia thôi. Rất là đơn giản. Các bạn có thấy là cái hệ thống RCS nó đang phun ra các luồng khí màu trắng ở phía trên đỉnh cái tầng trung gian màu đen đấy. Đó là hệ thống RCS hay là Reaction Control đấy. Nói là như vậy. Và đây có một số các cái tính năng. Ở đây các bạn không cần quan tâm. Khi các bạn chơi thử nghiệm thì các bạn sẽ nghiên cứu dần dần và các bạn sẽ biết thôi. Ở đây mình sẽ tắt đi 6 cái động cơ, mình chỉ giữ lại 3 cái động cơ thôi, để cho quá trình nó thêm chính xác. Vậy đó. Nói chung là các bạn cần phải trải qua nhiều lần phóng và nhiều lần hạ cánh thì mới có kinh nghiệm được. Lần đầu tiên bay thì khả năng mà các bạn thất bại là rất là cao. Chúng ta sẽ tua nhanh một xíu nha. Ở đây chúng ta lưỡng chúng ta đang lộn vài vòng, sau đó chúng ta sẽ cho nó rơi xuống lại cái Friendship. Đó, thấy chưa? Đây là hướng từ trên xuống dưới. Về trên cái tầng trung gian này người ta sẽ gắn cho nó hệ thống định vị cho cái tên lửa của chúng ta. Nó sẽ sử dụng hệ thống GPS, có nghĩa là hệ thống gì ta? Định vị toàn cầu đấy. Nó sẽ định vị vị trí của cái Transship kia và nó sẽ cho tên lửa chúng ta bay đến đó. Như vậy các bạn có thấy là chúng ta chỉ có một động cơ, nó đang hoạt động và nó sắt rồi. Mục đích của nó là nhằm đảm bảo cái quỹ đạo chúng ta rơi trúng cái con thuyền đấy. Như vậy thôi, rất là đơn giản. Mình đã khởi động cái hệ thống reset rồi và sau đó mình start đi. Ở độ cao chúng ta các bạn thấy đó là độ cao của chúng ta nó vẫn đang tiếp tục tăng kìa. Đó, đây chính là cái quỹ đạo của tàu thứ hai và cái quỹ đạo kia là cái quỹ đạo của cái tàu thứ nhất. Hơn một tháng rồi mình chưa làm video lại. Đây là video đầu tiên, do đó là không biết là còn chơi hay được như trước hay không đây. Đó, các bạn thấy là phía bên trong lại có Interstate đấy, bốn cái Griffin. Mình sẽ từ từ cho nó rơi xuống nha. Các bạn bình tĩnh một xíu. Vì trò này rất là khó chơi. Và đòi hỏi là cấu hình máy tính của các bạn cần phải thật là mạnh thì mới có thể chơi được cái trò này. Đó, cấu hình máy tính phải thật là mạnh nha. Chứ máy tính yếu này chơi là có thể khả năng là cháy máy đó. Chúng ta còn nhiên liệu rất là nhỏ. Ở đây mình vẫn sử dụng cái vận tốc hạ cánh là 5 m/s. Và nó có một số cái thông số. Ở đây độ cao của chúng ta đang vào khoảng là 52.000 m. Về hệ thống RCS thì nó vẫn đang phun ra các cái luồng khí RCS này. Bốn Griffin này rất là quan trọng. Nó sẽ giúp con tàu của chúng ta điều hướng khi rơi lại trái đất. Đó, ở phía dưới thì chúng ta có bốn cái chân được làm bằng vật liệu carbon. Và một động cơ đang hoạt động rồi. Chỉ có một động cơ trung tâm đang hoạt động để giảm cái vận tốc của chúng ta lại thôi. Hiện tại vận tốc của chúng ta vào khoảng mấy trăm mét trên giây kìa. Các bạn có thể thấy nhìn trên cái vẽ bóng định vị đấy, nó có hiện đấy. Và mình sẽ điều khiển cái hướng cho nó. Các bạn để ý là cái con số target difference ở phía bên tay phải cái bảng đấy, target difference nó vào khoảng 20 mấy mét. Thì mình sẽ cố gắng điều khiển làm sao cho cái con số này nó giảm gần bằng không thì càng chính xác.
cái con số này nó càng thấp càng nhỏ thì cái độ chính xác các bạn hạ cánh xuống con tàu đấy nó sẽ càng cao. Nếu như nó càng lớn thì các bạn sẽ hạ cánh lọt ra ngoài phía biển đấy, là coi như nổ cái tàu của chúng ta. Hiện tại thì nó khoảng mười mấy mét thôi, chứng tỏ là nó vẫn đang rất là ổn định, rất là tốt. Các bạn có thể nhìn thấy là khói gió tác động về tên lửa của chúng ta rất là mạnh đó, thấy chưa? Và cả Take It Different nó về khoảng mấy chục mét rồi, oh no, 100 mấy mét rồi, oh no, không biết là có thành công hay không đây. Chúng ta đang mất ổn định một xíu, hệ thống RSS đang hoạt động rất là tích cực và đã đưa cái booster của chúng ta đến cái con thuyền, thì chúng ta phải giảm cái Take It Different này lại. Hiện tại nó về khoảng 100 mấy chục mét rồi, 90 mấy, 70 mấy, 60 mấy, cố gắng thế nào, cố gắng điều khiển. Chúng ta còn 50 mấy mét, vậy con tàu đang ở phía dưới rồi, không biết là lần này có thành công hay không đây. Lâu rồi chưa đụng lại. 30 mấy mét, 20 mấy mét, chúng ta sẽ giảm nó càng nhỏ càng tốt. 10 mấy mét, như vậy là được rồi đấy. Mình nghĩ là lần này mình sẽ hạ cánh được lên trên con tàu này và chuẩn bị chúng ta sẽ mở bốn cái chân này ra, bấm nút G thì chúng ta sẽ mở bốn cái chân này ra, chữ G trên bàn phím đấy. Rồi mặc dù là không phải hạ cánh trên trung tâm của con tàu nhưng mà chúng ta đã đạt được cái mục đích, đó là tái sử dụng cái booster này rồi. Như vậy là cũng khá là phức tạp. Và trò chơi của chúng ta đến đây là kết thúc nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.